Danio đã ngủ. Danio bị mộng du. Danio đã ngủ. Cảnh báo, đừng đánh thức Danio khi đang mộng du. Nhắc lại, đừng đánh thức Danio khi đang mộng du. Bảo vệ Danio khỏi các nguy cơ tiềm ẩn. Báo động đỏ, phát hiện nhiều vật sắc nhọn, bắt đầu cơ chế phòng thủ. Thank you.
Bảo vệ Danio. Báo động đỏ, Danio đang gặp nguy hiểm. Đội trưởng, để chinh phục trái đất, ta cần em bé con người. Nhiệm vụ của ngươi là mang về đây. Đừng thất bại. Pin đã sạc đầy, hệ thống được kích hoạt lại.
Mẹ ơi, nhìn nè. Wow, hello nha, cục cưng bé nhỏ. Đáng yêu quá đi. Không xác định được giống loài, không có bản ghi trong cơ sở dữ liệu. Mẹ, chắc là nó bị lạc đó. Chắc vậy. Nhà mình nuôi nó được không ạ? Mẹ không biết nữa, Joey. Hãy nhìn thời gian nè. Mẹ nên đi ngay bây giờ thôi. Dạ mẹ. Cảm ơn, dễ thương quá. Ok, vậy có thể chờ lại một chút. Yes. Nó là con gì vậy ta? Một loại ếch hả? Chú ý, đến giờ cho Daniel ăn. Chuyện gì vậy hả? Apu, xuống xe ngay đi. Bạn bắt thằng lằn này làm việc nhà hả? Nó là khách đó. Apu, cái này là gì đây? Apu, đang làm gì vậy? Thôi đi. Nhìn đen chùm kia, sửa nó ngay. Apu, bây giờ. Hôm nay bạn bị cái gì vậy hả?
Apple, quay lại đi. Apple, dừng lại đi. Bạn gặp rắc rối rồi đó. Hãy mau đi cắt toàn bộ bãi cỏ. Daniel, Daniel. Apple, bạn có sao không? Giỏi lắm, bạn đã cứu Daniel khỏi thứ nhầy nhụa đó rồi. Thank you.
Báo động đỏ. Danio đã biến mất, bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức. Đang quét Danio để tìm sự bất thường. Phân tích hoàn tất, Danio đói. Chú ý, bình sữa đã cạn. Báo kẻ xâm nhập. Kẻ xâm nhập đang ăn hoa hồng, bắt đầu cơ chế tấn công. Nguồn gốc mùi hôi được phát hiện. Chú ý, phát hiện nguồn sữa ấm dồi dào. Nhắc lại, phát hiện nguồn sữa ấm dồi dào. Đang quét. Hãy
Chào mừng đến với chương trình nấu ăn siêu cấp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn làm món bít tết thăng bò hoàn hảo với bơ tỏi. Cùng với mình hôm nay còn có đầu bếp Charlotte xinh đẹp, người sẽ giúp mình chuẩn bị thực đơn. Chào đầu bếp Charlotte, bạn khỏe không? Mình vẫn ổn, Hà Linh. Cảm ơn bạn vì đã hỏi. Thành thật mà nói, mình thấy hơi lo vì việc làm lộn xộn thực đơn của ngày hôm nay. Đã rất lâu rồi mình không làm món bít tết. Đừng lo lắng, Charlotte. Chúng mình rất vinh dự khi có bạn ở đây. Giờ bạn giúp mình với mấy loại rau với nha. Không thành vấn đề. Mình đến đây là để giúp mà. Bây giờ thì bạn muốn mình làm gì? Đừng ngại nói nha. Thực đơn hôm nay là bít tết thăng bò bơ tỏi. Trong khi làm món chính, bạn giúp mình cắt khoai tây thành hình chữ nhật. Để sau chúng ta làm khoai tây chiên nha. Bạn biết mà, mình cực kỳ yêu thích khoai tây chiên luôn. Chúng ta nên bắt tay vào làm thôi. Đầu bếp Charlotte, sách dạy nấu ăn mới sắp ra mắt của bạn thế nào rồi? Có thể chia sẻ một chút về nó không? Bắt đầu lấy sữa. Bạn dễ thương quá, sớm ra mắt thôi. Ôi trời, tất cả đều nhìn rất chuyên nghiệp. Thực ra thì mình đã học được một hai mẹo từ ông ngoại của mình ở trang trại đó. Không có gì bằng kiến thức cây nhà lá vườn để nấu ăn ngon đâu nha. Ôi, bạn dễ thương quá đi, Jim. Mình nói thật đó. Bít tết thăng bò bơ tỏi. Ăn ngon miệng nha. Hệ thống hình ảnh giảm. Hệ thống hình ảnh được khôi phục. Chuẩn bị thả bơm hút. Giờ ngủ đã hết, đánh thức Daniel dậy.